Hey, chào mừng em đã quay trở lại kênh Căng Tin Chống Công. Thì mùa đông đến rồi thì nhu cầu anh em mua gì? Và ngoài mua quần áo ở mùa đông, mua máy sưởi thì chúng ta sẽ mua quạt nhá. Vâng, quạt tích điện để chẳng may mất điện trong mùa đông thì anh em sẽ có quạt để quạt cho mát nhé. Và trong này video này mình sẽ giới thiệu một cái con sản phẩm quạt tích điện giá rẻ. Rồi anh em xem chất lượng sản phẩm nhà ra ít trộm. Sản phẩm quạt đèn tích điện 4.1 năng lượng mặt trời ớ, chạy năng lượng mặt trời à, số tiền 50.000 này, rẻ phết nhỉ. Rồi xem rẻ thì có ngon không. $50.000 bọ. Vâng, chẳng may mùa đông anh em mà mất điện đấy thì ấy rồi, chặt quạt. Đấy, mùa đông mất điện thì dùng tay mà dùng quạt thì khá là mỏi, mệt mà nóng bức đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ dùng quạt tích điện này. Đấy, để chẳng may đấy, thì tích điện sẵn thì nó quạt được khoảng bao lâu thì mình không biết. Đây, có một đèn, có đèn LED luôn này, cộng 30 gì đấy, high quality LED, 30 bóng à. Yeah, tiết kiệm ánh sáng, tiết kiệm năng lượng. IG702 cho mã quạt. À, bên trái này. Đây hình dáng cái quạt của anh em, nó trông giống cái tản nhiệt. Ơ. Sạc được cả dùng làm sạc cho USB mobile charge. Điện thoại kiểu bị dự phòng thôi. 50.000 này thì hơi hư cấu. Solar charging plus như là cắm năng lượng mặt trời vào đây à. Cái gì đấy. Nhiều lắm. Bên này. Bên này có những cái thông tin chi tiết thôi, không gì đấy, cảnh báo gì đấy, vân vân mây. Tìm hiểu sau. Trong sẽ là sản phẩm lồi mãng ra này. Ôi anh em muốn mua sản phẩm này nhá, mình để link mua dưới video. Vừa là pin dự phòng luôn này, vừa sạc năng lượng mặt trời này, vừa có tích điện này. Tất cả trong một mẹ giá 50.000 nữa, không có gì đó sai sai. Tôi lại còn chạy chạy ấy à, chạy đây năng lượng mặt trời đây, chạy điện à, đây đấy, bóc ra này đó, anh em sẽ hấp thụ năng lượng mặt trời đây chạy. Đấy, năng lượng mặt trời này thì phải cần thời gian để test kiểm chứng cho anh em xem có chỉ số cái này có đạt được lên không nhỉ. Đây đạt lên đấy, này để cầm sách đấy, sách đi à. Đấy, như kiểu sách loa bluetooth, loa cầm kéo ấy. Đây là quạt à, quạt lại còn chỉnh được cả lên xuống này. Hay phết. Ở đây có hình mặt trời này, JR5591. Gạt sang trái là đèn, giữa là nguồn, tắt, bên phải là quạt. Không thể chạy. Bên phải là đèn anh em ạ. Đây, hình cái đèn dọi xuống này, chính là cái đèn này. Chỉnh được rồi. Chỉnh được cả lên xuống của đèn luôn này. Đó. Quạt lên gì mà nhiều chức năng vậy? Thiết kế kiểu đây, gập lên gập xuống. Đấy. Tắt đi à. Đèn này khá sáng, gồm rất là nhiều đèn bóng đèn bên trong, 30 bóng mà. Mình nó bảo 30 bóng luôn. Ở giữa là tắt, đằng sang trái là cái đèn này. Đấy, kiểu đèn pin. À. Rất là sáng luôn. Đó. Rồi, đây. Được đấy. Giá rẻ mà ngon phết. Đây có chỉnh cái gì? Remove trước khi sử dụng. Chỉnh này là chỉnh on off của tốc độ quạt à. Max on. Bật này. Mắt. Đấy, ui, mạnh phết. Mạnh chưa? Được cái chứ. Anh em gạt mạnh quá thì nó sẽ cọ vào cái thành quạt này. Đấy, gạt nhẹ nhẹ thôi. Đấy, như này. Cũng mát. Được. On off. Đấy, gạt xuống dưới là mắt luôn. Và ấn phát nữa là nó gạt lên thì là sẽ on và nó sẽ giảm dần tốc độ quạt nhá. Đây đấy, giảm dần tốc độ quạt, gạt xuống dưới là mát, quạt là mạnh. Hay mạnh và gạt tiếp là nó sẽ tắt đi nhá. Đấy, còn muốn giảm độ tốc độ quạt thì anh em gạt lên. Trời, được phép, được của nó đấy. Đây, ở đây có là đèn này để thông báo đang bật này, tắt này. Đấy, sao nó không thích cái kiểu
Tôi chạy chậm xong rồi tắt nhỉ, mà lại cho mắc cho nó chạy nhanh xong rồi tắt, nó dị nó ngập rồi xong rồi qua các chỗ này chúng ta cắm điện này. Đây, cắm vào điện vào đây. Đó. Ở đây có đèn này, như kiểu là đang sạc dự đang sạc năng lượng mặt trời đấy. Có cái đèn đỏ này đang sạc đấy. Được của nó anh em ạ. Được, sản phẩm này 50.000 cái đánh giá. Ủa, 50.000 cái là quá rẻ. Ở dưới này có cái chân đấy à. Anh em sẽ mở lên này. Để kê này. Đấy, kê nó cao lên. Còn nhiều chức năng vãi. Nhưng mà cái quảng cáo là có cả sạc pin mà. Sạc chỗ nào ta? Cái này xoay được ra này. Bên trong. Trong có bóng đèn thôi. Thôi, không có gì để nghịch. Đang thắc mắc là không biết sạc pin chỗ nào. Đây, hình sản phẩm đây. Cắm chỗ này. Đây, cắm chỗ này. Hình như là bỏ cái này ra, bỏ cái năng lượng mặt trời này ra. Chỗ cắm này là USB 4.5V anh em. Chỗ này chỗ cắm USB. Chịu thôi, cậy mãi không được ra, không ra được. Ủa, gãy cả móng tay với cả ấy rồi. Nó lắp chặt quá, không biết nào. Chắc sau này là cái, nếu mà theo hình thì là cái sạc cho điện thoại anh em. À, rồi. Khá nhiều chức năng anh em. Đấy, vừa làm đèn bàn này. Đấy, vừa làm quạt này, khá là mạnh. Mạnh rồi. Đây, anh em phải nghe tiếng gió. Khá mạnh luôn. Nhưng mà vẫn phải để trực tiếp vào mặt thì nó mới mát nha anh em. Đấy, mini thôi mà. Không thể so sánh với quạt cây được. Rồi. Khá nhiều chức năng và có sạc dùng pin dự phòng, dùng pin năng lượng mặt trời luôn. Nói chung là bây giờ công nhận là rẻ thật đấy. Nhiều chức năng mà giá rẻ 50.000. Đấy, link bây giờ vào này sẽ để dưới video nhá. Đăng ký kênh. Ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm quạt năng lượng mặt trời. Đấy, quạt tích điện luôn. Anh cảm thấy video hay thì like, đăng ký kênh, ấn chuông để ủng hộ mình đạt 1 triệu sub nhé. Anh em mình review sản phẩm nào comment link bên dưới nhé. Cảm ơn đã theo dõi video. Bye bye. Rẻ thật đấy. Cũng ngược quạt này 50.000 nếu mà mình mà shop mình bán thì nhiều chức năng như này ít 100-200.000 trở lên. Quá nhiều tính năng luôn.